và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống Ăn Vui. Quý vị thân mến, không ít người bỏ luôn bữa sáng hoặc là ăn bừa ăn đại một món nào đó cho xong bữa vì ngủ dậy muộn hoặc không có thời gian chuẩn bị. Mặt khác, một số người lại không thích ăn một bữa sáng quá nhiều, quá no do sợ cảm giác đầy bụng, cơ thể bị trì trệ. Vậy thì đây sẽ là giải pháp dinh dưỡng cho quý vị, một món ăn không chỉ nhanh gọn lẹ, giúp cho quý vị có một bữa sáng nhẹ nhàng mà vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng. Đặc biệt hơn, nó đã có cách đây hơn 4.000 năm và được mệnh danh là nữ hoàng của các loại ngũ cốc. Qua nhiều cuộc khảo nghiệm, nó được chứng minh là chìa khóa cho sức khỏe con người, nhất là khi sử dụng thường xuyên vào buổi sáng. Vậy loại thực phẩm tôi đang nhắc tới là gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn nó vào buổi sáng? Và cách ăn như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất? Mời quý vị cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Mỗi sáng chỉ cần ăn một chút thứ này, khỏi lo bệnh tật sống trường thọ. Tại sao bạn nên dùng yến mạch vào buổi sáng? Đây được xem là bí mật của những người xem buổi ăn sáng như là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Có thể nói yến mạch là một trong những thực phẩm tốt nhất để bắt đầu cho một ngày mới. Mặc dù chúng ta có thể thưởng thức vào bất cứ lúc nào, nhưng theo các nhà dinh dưỡng khuyên nên ăn thêm vào trong bữa sáng vì những lợi ích tuyệt vời của nó. 1. Ăn yến mạch vào buổi sáng giúp có cảm giác no lâu. Bữa ăn sáng với yến mạch thật là tuyệt vời vì giúp cảm giác no lâu. Carbon hydrate trong yến mạch là những carbon hydrate hấp thụ chậm, giúp kiểm soát sự thèm ăn và đặc biệt duy trì mức đường máu được ổn định. Vì vậy, đây chính là một trợ thủ đắc lực cho những ai có mong muốn giảm cân. 2. Ăn yến mạch tốt cho tim mạch. Yến mạch rất giàu chất xơ hòa tan, một dưỡng chất có thể làm giảm hấp thu cholesterol vào máu, từ đó giúp ngăn ngừa đau tim, đột quỵ và các bệnh tim mạch. Ngoài ra, beta-glucan trong yến mạch còn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Một nghiên cứu được thực hiện gần đây cho thấy, các thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch rất hiệu quả. 3. Chúng ta có thể ngăn ngừa đái tháo đường nếu thường xuyên ăn yến mạch. Yến mạch có thể cải thiện sự nhạy cảm của cơ thể với insulin, một loại hormone sản sinh bởi tuyến tụy phục vụ nhiều mục đích trong cơ thể. Việc ăn yến mạch thường xuyên có thể làm giảm lượng insulin, hạ đường huyết, làm giảm và duy trì mức độ glucose. Ngoài ra, yến mạch còn chứa nhiều chất xơ. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều chất xơ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường trên 30%. 4. Yến mạch thậm chí còn ngăn ngừa được cả ung thư. Yến mạch có nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể khỏe mạnh, đồng thời giúp bảo vệ cơ thể khỏi các phân tử gây hại, được gọi là các gốc tự do. Không những vậy, yến mạch còn là trợ thủ trong cuộc chiến chống ung thư. Yến mạch chứa selen, chất chống oxy hóa giúp sửa chữa và bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại. 5. Hãy để yến mạch giúp bạn thư giãn tinh thần, cho một giấc ngủ ngon và cải thiện tâm trạng cho một ngày mới tuyệt vời. Yến mạch có thể chống lại chứng trầm cảm và giúp tâm trạng của bạn tốt hơn. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn chứa một lượng carbon lành mạnh, kích thích sản xuất serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh được sản xuất bởi tryptophan. Chất dẫn truyền này có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thèm ăn, giấc ngủ và tâm trạng. 6. Thường xuyên ăn yến mạch còn giúp ngăn ngừa chứng đau nửa đầu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người bị chứng đau nửa đầu mãn tính thường có mức magie thấp hơn so với những người không mắc bệnh này. Vì vậy, sự cân bằng của magie có thể giúp ngăn ngừa chứng bệnh này. Magie là một trong 5 khoáng chất dồi dào được tìm thấy trong yến mạch. Do đó, bạn nên thường xuyên thêm thực phẩm này vào chế độ ăn để giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. 7. Ăn yến mạch giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Hemoglobin là thành phần chính trong tế bào hồng cầu. Khi cơ thể thiếu các tế bào hồng cầu sẽ gây ra bệnh thiếu máu. Triệu chứng thiếu máu bao gồm mệt mỏi, da nhợt nhạt, sưng tấy lưỡi, ngứa gian ở chân, thở dốc, chóng mặt và nhức đầu. Mỗi khẩu phần yến mạch có chứa một lượng lớn chất sắt, điều này rất cần thiết cho sự hình thành hemoglobin. Vì vậy, công dụng của yến mạch còn giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu. 8. Nếu muốn có một làn da khỏe và đẹp, đừng bỏ qua yến mạch trong thực đơn bữa sáng. Ngoài đặc tính tẩy tế bào chết và làm sạch da, yến mạch còn có công dụng chống vi khuẩn, ngăn ngừa mụn trứng cá và các bệnh nhiễm trùng da. Các axit amin có trong bột yến mạch giúp giảm các đốm đồi mồi, thâm sạm trên da. 9. Yến mạch giúp giảm nguy cơ hen suyễn ở trẻ em. Hen suyễn là một trong những bệnh phổ biến nhất ở trẻ em. Bệnh này có tác dụng trực tiếp lên đường thở và phổi, gây thở khò khè, viêm đường hô hấp,
ho, đau ngực và hụt hơi. Một nghiên cứu cho thấy việc thêm yến mạch vào chế độ ăn uống của trẻ trước 6 tháng tuổi thực sự có thể làm giảm nguy cơ hen suyễn. 10. Cải thiện cơ bắp là một trong những lợi ích tuyệt vời của yến mạch mà không nhiều người thực sự biết. Nếu bạn muốn cải thiện và tăng cường lượng cơ trong cơ thể mình, hãy thử bắt đầu buổi sáng bằng một bát yến mạch. Ngoài ra, yến mạch còn là nguồn cung cấp carbon hydrate lành mạnh bởi nó có chỉ số đường huyết thấp, nghĩa là nó sẽ thúc đẩy quá trình giảm mỡ và bảo toàn lượng cơ trong thời gian tập luyện. Sắt được tìm thấy trong yến mạch cũng là một khoáng chất cần thiết để vận chuyển oxy thông qua dòng máu đến các cơ. 11. Một điều thú vị khác nữa là việc ăn yến mạch có thể giúp bạn chiến đấu với gàu trên da đầu một cách hiệu quả. Các saponin có trong yến mạch giúp làm sạch da đầu và loại bỏ gàu. Không những vậy, lipid và protein còn giúp giữ ẩm cho da đầu và ngăn ngừa gàu quay trở lại. 12. Yến mạch rất tốt cho phụ nữ bởi nó giúp điều trị các hội chứng tiền kinh nguyệt. Bột yến mạch có chứa vitamin B6, một chất dinh dưỡng giúp làm giảm các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt. Vitamin này có thể giúp ngăn ngừa rối loạn tâm trạng vì nó giúp cơ thể tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine và melatonin. Quý vị thân mến, thật là tuyệt vời khi ăn yến mạch và chúng ta có thể nhận được những lợi ích tốt cho sức khỏe như trên, có phải không ạ? Vậy bạn đã biết cách chế biến yến mạch sao cho ngon và bổ dưỡng nhất chưa? Nếu chưa thì hãy để Sống Ăn Vui giúp bạn trả lời câu hỏi này trong phần tiếp theo của chương trình nhé. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi để biết cách sử dụng yến mạch cho đúng nhất. Yến mạch có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể pha bột yến mạch với nước để thành một ly sữa yến mạch thơm ngon. Ngoài ra, đây cũng sẽ là một loại thức uống bổ dưỡng dành cho những người ăn chay hoặc bị dị ứng với các sản phẩm sữa. Bạn có thể sử dụng bột yến mạch xay nhuyễn để làm bánh quy, bánh mì, bánh ngọt và thậm chí là mì ống. Thay vì dùng bột ngô hoặc bột năng để nấu súp, bạn có thể dùng một hoặc hai thìa bột yến mạch để thay thế. Bạn cũng có thể dùng yến mạch nấu với thịt băm, trứng, rau củ để tạo thành món cháo bổ dưỡng lạ miệng. Cụ thể, Sống Ăn Vui xin được gợi ý đến quý vị hai cách sử dụng bột yến mạch để ăn sáng hiệu quả nhất sau đây. Cách thứ nhất, dành cho người ăn kiêng. Để làm bữa ăn sáng với bột yến mạch hiệu quả cho người ăn kiêng thì có rất nhiều cách như nấu cháo hoặc làm bánh. Bạn sẽ hấp thụ được lượng chất xơ tối đa có trong yến mạch mà không hề lo làm tăng lượng calo trong cơ thể. Nấu cháo yến mạch là một cách đơn giản và hiệu quả nhất dành cho bạn. Cách thực hiện như sau. Đun một nồi nước nhỏ với lượng nước phù hợp để nấu cháo. Khi nước sôi, cho bột yến mạch vào và khuấy đều tới khi sôi. Đun sôi hỗn hợp trong vòng 5 phút rồi tắt bếp và để như vậy để bột nở đều. Cho thêm gia vị súp hay một chút rau củ để món cháo dễ ăn. Lưu ý là khi làm món cháo, bạn hãy đun nước sôi rồi mới bỏ nguyên liệu yến mạch vào để tránh làm mất đi giá trị dinh dưỡng chứa trong đó. Sau khi thưởng thức món cháo yến mạch thơm ngon bổ dưỡng, bạn có thể bổ sung thêm với hoa quả tráng miệng. Cách thứ hai là đối với những người không ăn kiêng. Bữa sáng là một bữa ăn vô cùng quan trọng để bạn có đủ năng lượng khởi đầu một ngày mới. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng ăn ngũ cốc và sữa vào buổi sáng là rất bổ ích. Và đây cũng chính là một loại ngũ cốc vô cùng bổ dưỡng. Chúng ta có thể chế biến đa dạng các món ăn từ bột yến mạch. Điển hình như món cháo yến mạch với thịt băm sẽ là sự lựa chọn thích hợp cho những người không cần ăn kiêng. Chuẩn bị: bột yến mạch, thịt băm, nước, mắm, ngô hạt non, cà rốt sắt nhỏ, hành lá, mùi tàu, hạt tiêu. Thực hiện: bước 1. Đun thịt băm với mắm sôi, thêm chút hạt ngô non. Bước 2. Cho thêm nước vào hỗn hợp trên và đun sôi. Bước 3. Khi sôi, cho thêm bột yến mạch đun sôi tiếp trong 5 đến 10 phút. Bước 4. Bỏ thêm tiêu, hành lá và mùi tàu băm nhỏ. Bước 5. Múc cháo ra và thưởng thức. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp nấu bột yến mạch với rất nhiều nguyên liệu khác để tạo nên những món ăn thơm ngon, giàu giá trị dinh dưỡng. Bạn có thể kết hợp nấu cháo yến mạch với nấm và cá hồi, với gà, sữa tươi hoặc sữa đặc, tôm và rau cải ngọt, thịt bò băm. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên quan tâm đến vấn đề chọn và bảo quản yến mạch. Dưới đây là một vài bí quyết nho nhỏ giúp bạn lựa chọn và bảo quản yến mạch. Chọn yến mạch tùy vào mục đích chế biến. Chẳng hạn, nếu bạn muốn nấu nhanh, hãy chọn loại yến mạch ăn liền. Nếu bạn muốn dùng yến mạch để khắc phục các vấn đề về da, hãy chọn mua bột yến mạch, sau đó hòa tan vào nước để biến thành dạng lỏng và sử dụng.
Bảo quản yến mạch trong các hộp hoặc lọ kín để tránh hơi ẩm hoặc côn trùng và tránh xa ánh sáng mặt trời. Ăn yến mạch có gặp phải tác dụng phụ không? Yến mạch được cho là loại ngũ cốc tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên dù vậy, nếu dùng không đúng cách, nó sẽ tiềm ẩn một số rủi ro nhất định. Nếu ăn bột yến mạch không được nấu chín kỹ, bạn có thể bị tắc nghẽn đường ruột, đầy hơi. Bản thân yến mạch không chứa gluten, nhưng trong quá trình chế biến, nhà sản xuất có thể thêm vào. Do đó, những người mắc bệnh celiac nên cẩn thận và chỉ nên mua những loại quả ghi là không chứa gluten. Ăn quá nhiều yến mạch có thể gây ra các bệnh về đường ruột, hội chứng ruột kích thích, viêm túi thừa, viêm loét đại tràng. Không nên dùng cám yến mạch cho người thiếu máu vì nó có chứa phytase, một chất có thể ngăn cơ thể hấp thụ sắt, canxi và các khoáng chất khác. Bột yến mạch có hàm lượng chất xơ cao, dễ tiêu hóa nhưng nên ăn một cách điều độ. Đối với những người có gan nóng, việc ăn nhiều yến mạch sẽ khiến cho bụng bị khó chịu. Ngoài ra, bà bầu cũng được khuyên là nên hạn chế ăn. Điều này có liên quan đến mức độ bài tiết hormone. Nếu vì hương vị ngon mà ăn quá nhiều bột yến mạch sẽ gây ra tình trạng khó tiêu, đầy hơi hoặc rối loạn tiêu hóa. Dù vậy, cũng chỉ có một nhóm người thiểu số là không nên ăn bột yến mạch quá nhiều. Trong các trường hợp còn lại, yến mạch rất tốt cho sức khỏe. Vậy nên quý vị hãy yên tâm sử dụng nó cho bữa sáng của mình nhé! Trên đây là một số lợi ích sức khỏe của yến mạch. Tuy nhiên dù rất tốt cho sức khỏe nhưng bạn cũng đừng quá lạm dụng để tránh gặp phải những rủi ro không cần thiết nhé. Chúc quý vị có một bữa sáng ngon miệng và bổ dưỡng với yến mạch.